Ok, bây giờ mình sẽ làm bài tập của môn Economic Reading số 8 ha. À, đầu tiên. If the price elasticity coefficient of demand curve for paper clip equal to -1 thì demand nó sẽ là unit elasticity. Ok. Thì nếu mà nó lớn hơn trừ một, nghĩa là nó nhỏ hơn trừ một á, thì có nghĩa là nó elasticity. Còn nếu mà nó nằm trong cái khung từ không cho tới trừ một thì nó sẽ là inelasticity. Câu 2, the demand, thì thường những câu này dài quá thì mình sẽ đọc cái câu hỏi trước. If the price of health club membership là 35 thì price elasticity of demand sẽ là bao nhiêu? Đấy. Vậy thì mình sẽ thế vô, thế 35 đô và phương trình của hàm demand equation thì nó sẽ ra là 400 trừ cho 5 nhân với lại 35 thì sẽ bằng bao nhiêu đây? 100 trừ 5 nhân 35 thì sẽ là 225. Ok. Và elasticity của cái price nó sẽ là bao nhiêu? P thì sẽ bằng là delta chấm Q chia delta phần trăm P. Ok. Sẽ là delta Q chia delta P và nhân với lại P chia Q. Đấy, delta Q chia delta P thì sẽ bằng là coefficient của nó là bằng trừ 5 nhân với lại 35 chia cho 225 thì thằng này sẽ bằng là 0 chấm trừ 0.778 này câu A. Price elasticity of demand for good will most likely be greater if. Đấy. Có nghĩa rằng nếu mà cái độ co giãn của cái demand thì nó lớn hơn khi nào? Được chưa? I will say there is no substitute for the good. Và nếu mà không có substitute for good thì cái độ co giãn của nó là vô cực. Được chưa? Dù giá có tăng có giảm, tăng lên hay giảm xuống như nó thì lượng cũng sẽ không thay đổi. Đấy. Còn câu B, consumer considers a goods as discretionary. Đấy. Thì là thằng B này nha. Câu C, consumer spend a small portion of their budget on goods. Thì cái này là cái hàng hóa mà nó không có chiếm cái tỷ trọng cao trong cái budget, thì nên vậy cái hàng hóa đó sẽ là inelasticity. Còn cái thằng nếu mà là hàng discretionary thì nó sẽ là price elasticity hơn so với lại những cái hàng hóa thông thường khác. Đấy, rồi câu 4. If the income elasticity of demand for product là trừ 0.6 thì cái này là nói về income elasticity bằng trừ 0.6 thì có nghĩa rằng là 1% thay đổi của income nó sẽ bằng là 0.6 trừ 0.6% thay đổi của demand. Được chưa? Delta phần trăm Q chia cho delta phần trăm Y. Được chưa? Vậy nếu cái này bằng 0.6 thì có nghĩa rằng là với một cái sự tăng lên của income thì sẽ làm cho demand bị giảm xuống 0.6%. Rồi, câu 5 thì lại một câu dài thì mình sẽ hỏi mình tìm cái gì đây? Nó kêu mình tính cái cross price elasticity of demand. Đấy.
thì đó chính là elasticity của P I PT, PT có nghĩa là cái giá của cái thằng sản phẩm khác thì nó sẽ có cái độ co giãn như thế nào so với demand của sản phẩm hiện tại. Được chưa? Vậy thì trong đây thì hai sản phẩm là onions và tomato. Vậy thì cross price của nó sẽ là tomato. Vậy thì cái sự chênh lệch cái độ tăng lên hay giảm xuống, cái phần trăm tăng lên hay giảm xuống cái giá tomato nó ảnh hưởng lên cái demand về sản phẩm của onion như thế nào. Delta Q onion chia cho phần trăm về tomato. Okay. Thì sẽ bằng là cái này thì mình phải tính cái cầu, thế tất cả những cái số này vào tính cái cầu của nhìn cái sản lượng là bao nhiêu được chưa? 3 trừ cho 0.05 nhân với lại giá của nhìn là 1.25 đô cộng cho 0.009 nhân với lại income là 2.500 và trừ cho 0.16 nhân với lại giá của tomato là 3.75. Đấy, thằng này sẽ bằng là 24, cái này sẽ là 24, cái cầu của nó sẽ là 24.8375 được chưa? Vậy thì sẽ bằng cái coefficient của cross price product được chưa? Nó sẽ bằng là 0.16 nhân với lại giá là 3.75 chia cho 24.8375 được chưa? Sẽ bằng 0.0242. Rồi, tiếp theo là câu 6. Movement along the demand curve of price X or curve khi nào? Okay. Thì đây là cái đường cầu P và Q ở đây thì cái việc là di chuyển lên hay là xuống cái đường cầu này thì đó chính là cái việc thay đổi giá của chính cái sản phẩm đó, đó chính là price X 6 B ha. Rồi, câu 7 thì một câu khá là dài, thì mình đọc xem cái câu hỏi đó là cái gì. Which of the following statement is most plausible explain for demand supply imbalance? Cái gì mà giải thích cho cái việc imbalance giữa demand và supply? Wireless phone manufacturer introduce next generation phone that receive a high level of positive, nghĩa là sản phẩm ra một cái sản phẩm điện thoại mới và nó được đón nhận bởi công chúng rất là nhiều. Đấy, mặc dù cho là several high speed production assembly line thì manufacturer still falling short in meeting demand for 4-9 months after introduction, nghĩa là dù rằng là sản xuất rất là nhanh rồi, rất rất là nhiều rồi, nhưng mà vẫn thiếu hụt sản phẩm so với thị trường. Đấy, thì cái nào nó là cái giải thích cho cái sự này? The phone price is low relative to equilibrium. Equilibrium price là giá rất là thấp hơn so với cái ngưỡng cân bằng. Ok. Vậy nếu mà giá thấp thì cầu sẽ nhiều, được chưa? Vậy thì có thể là câu A đúng. Đấy. Competitor introduce next generation phone at a similar price. Thì nếu mà có cạnh tranh thì đương nhiên là
cầu nó sẽ không có bị thiếu hụt như vậy. Câu C, the consumer income grew faster than manufacturer anticipate. Thì đương nhiên là cái income của cái cầu của cái consumer thì không thể nào mà tăng trưởng nhanh đến như vậy được. Được chưa? Rồi, câu 8 tới câu 11 đấy, thì có một cái số như vậy này cha. Và câu 8 câu 11 thì người ta kêu tính elasticity của các cái thành phần trong đây đấy. Vậy thì mình sẽ thế vào mình tìm cái Q, cái cầu của cái sản phẩm này là cái gì. Cầu của demand của 4-year private university given by equation. Rồi, mình sẽ tính coi cái giá của nó là như thế nào, cái cầu của nó là như thế nào. Là 84 trừ cho 3.1 mình nhân với lại P của private. P của private là 38. Và cộng với 0.8 nhân với không là 100 cộng với 0.9 nhân với lại P University Public. Public University là bằng 18. Vậy thì thằng này sẽ là bao nhiêu đây? 84 trừ 31 và 3.1 nhân 38 cộng 0.8 nhân 100 cộng 0.9 nhân 18 là 62.4. Equi bằng 62.4. Rồi, chào. Sau này đi. Rồi, đầu tiên là nó kêu tìm cái elasticity, the price elasticity of demand for private university. Thì có nghĩa là tìm cái elasticity của chính cái giá của cái sản phẩm đó. Được chưa? Delta phần trăm Q chia delta phần trăm P này chưa? P này P private bằng là delta Q chia delta P và nhân với lại P chia Q. Này đó chính là 3.1 nhân 38 chia cho 62.4. Này sẽ bằng lại bao nhiêu đây? Một chấm chín trừ một chấm chín tiếp câu chín income elasticity thì tính cái income elasticity thì nó cũng tương tự như vậy, lấy coefficient của income 0.8 nhân với lại y chia q là cho 0.8 nhân 100 chia 62.4 thì bằng là 1.3. Rồi, tiếp câu 10. Cross price elasticity of demand for private university with respect là public university. Vậy thì nó cũng sẽ là tương tự là y coefficient của nó là bao nhiêu? 0.9 này ạ. Cái này là 62.4 này nha. Thằng kia là 18. 18 sẽ bằng là 18 chia 62.4 nhân 0.9 thì sẽ là 0.3 nha. 0.3. Rồi.
Và câu 11. If the cross price elasticity between two goods is negative thì hai cái sản phẩm nó là như thế nào? Đấy. Thì có nghĩa là cái nó sẽ dựa vào cái coefficient là cái hệ số giữa hai cái sản phẩm đó, được chưa? Elasticity của cross price mà nó negative thì coefficient của nó là negative, còn elasticity của cross price mà nó positive thì cái coefficient của nó là positive. Đấy. Còn cái câu hỏi của mình là nếu mà nó negative thì có nghĩa rằng hai sản phẩm đó là normal substitute hay là complement đó. Thì ở đây mình có thể là suy luận ha, nếu như mà nó là negative thì nếu mà giá tăng lên cầu sẽ giảm xuống, được chưa? Và nếu mà giá giảm xuống thì cầu sẽ tăng lên. Vậy có nghĩa rằng đây là hai cái sản phẩm complement cho nhau, nghĩa là bổ trợ lẫn nhau. Chưa? Nếu như mà nó là positive, được chưa? Thì khi mà giá tăng thì cầu sẽ tăng. Đây. Còn nếu mà giá giảm, cầu sẽ giảm. Được chưa? Thì nếu mà nó positive thì khi mà giá tăng lên thì người ta sẽ chuyển sang là sử dụng cái sản phẩm khác, đúng chưa? Vậy thì nó sẽ substitute ấy. Thì còn nếu mà cross price elasticity mà nó negative thì nó chính là complement. Đó, nó bổ trợ cho nhau. Câu 12. In case of a noble good with decrease in own price, which of the following statement is most likely true? Này, có nghĩa rằng nó là một cái noble good thì cái statement như thế nào? Này. Và cái giá của nó bị giảm xuống, được chưa? Giá của nó bị giảm xuống thì đương nhiên là cầu sẽ tăng lên. Both substitution and income effect lead to increase in quantity. Đó, này là đúng ha, được chưa? Noble good thì là hai thằng này đều sẽ có ảnh hưởng lên cái substitution cũng như là income effect, nó đều ảnh hưởng lên cái ảnh hưởng một cách tích cực lên cái noble good, được chưa? Có nghĩa rằng là khi mà giá giảm xuống thì cầu nó sẽ tăng lên. Rồi. Còn nếu mà inferior goods thì khi mà giá sản phẩm nó giảm xuống thì substitution nó sẽ có làm tăng lên cái lượng cầu của sản phẩm đó, nhưng mà cái income thì nó tạo ra negative effect này, được chưa? Given goods thì nó sẽ như thế nào? Thì trong cái bài học của mình thì given goods nó là một cái dạng inferior goods và nó có cái đường demand tăng lên như vậy. Được chưa? Demand curve is possibly slope. Này, được chưa? Và bởi vì cái income effect nó overwhelm cái thằng substitution effect. Được chưa? Thì câu B sai. Câu C, income substitution and substitution effect are in the same direction. Thì cái đó không phải ha. Câu 14, normal profit is best described. Rồi, cái này thì trong cái bài học cũng đã có, ở trong cái sách CPA thì nó nói normal profit thì khi đó economic profit sẽ bằng không, được chưa? Sẽ trong cái ngành đó nếu mà nó tạo được cái normal profit thì economic profit nó sẽ bằng không. Câu 15, a company plan to hire additional factory employee in short run. Marginal return are most likely decrease if cái gì, được chưa? Rồi, vậy thì marginal return thì nó ảnh hưởng bởi marginal cost này. Đấy, marginal return mà giảm xuống thì marginal cost nó sẽ tăng lên. Rồi, gọi là diminishing marginal
return này. Factory is operating at full capacity. Factory experience a labor shortage. Worker are required multitask. Ở cái này hàng này không phải, thì thằng này nó chính là đáp án A, đúng chưa? Bởi vì là nó đang full capacity này. Và khi mà thuê thêm nhân công vào thì sẽ không sản phẩm sẽ không sản xuất ra được nhiều sản phẩm hơn. Và vì vậy cái việc thuê thêm nhân công là tăng thêm chi phí, nhưng mà cái sản phẩm sản xuất ra không có nhiều bằng. Đấy, nó làm cho decrease marginal return. Đấy. Rồi, câu 6. Diminishing marginal return first occurs khi nào? Được chưa? Vậy thì mình sẽ tính xem coi rằng khi mình tăng lên một cái giờ máy, cái sản phẩm của mình tăng lên được bao nhiêu sản phẩm. Được chưa? Một giờ thì máy sản xuất được là 3 sản phẩm, nhưng mà đáp án này chỉ là 3, 4, 5, thì mình xét xem thằng 3, thằng 4, thằng 5 nó sẽ như thế nào. Nhờ 8 từ 2 lên 3 thì là tăng thêm 1 giờ máy thì sẽ sản xuất ra được là 6 sản phẩm. Dạ. 6 sản phẩm. Từ 3 lên 4 thì sản xuất được là 5 sản phẩm. Từ 19 lên 21 thì sẽ sản xuất ra được thêm 2 sản phẩm. Được chưa? Vậy thì diminishing marginal return first occurs khi nào? Và nó xảy ra khi mà cái giờ máy của nó là 3 giờ, được chưa? Nghĩa là tự tăng từ 3 giờ lên 4 giờ thì sản phẩm nó bị giảm xuống, được chưa? Sản phẩm sản xuất thêm nó bị giảm xuống. Đấy. Rồi, câu 17. Là một cái dài tiếp thì nó hỏi cái gì đây? Marginal revenue và unit cost associated with marketing. Đó. Vậy thì cái việc là tăng thêm revenue khi mà giảm giá xuống thì nó sẽ là bao nhiêu? Marginal revenue thì được tính bằng công thức là delta total revenue chia cho delta Q. Được chưa? Có nghĩa là số lượng tổng doanh thu sẽ tăng lên bao nhiêu khi mà sản lượng bán ra được nhiều hơn. Được chưa? Total revenue ở đây là ok, tăng lên được 100 ngàn, cho 600 ngàn trừ cho 500 ngàn. Đấy. Và sản lượng bán được thêm là 50 sản phẩm, đúng chưa? 250 trừ 200 thì tính sẽ ra được là 2.000. Marginal revenue sẽ tăng lên được 2.000 Swiss francs nếu mà bán ra được thêm một sản phẩm, được chưa? Tiếp tục câu hỏi là gì? If the firm were able to expand its production and unit sale by 10%, có nghĩa rằng nếu như mà sản xuất và bán được thêm 10% sản phẩm nữa thì cái gì nó tăng lên, được chưa? An agricultural firm operating in perfectly competitive market supply, có nghĩa rằng là marginal revenue của nó sẽ bằng P, được chưa? Vậy thì khi mà bán được thêm một lượng sản phẩm bao nhiêu thì total revenue sẽ tăng lên bấy nhiêu, được chưa? Marginal revenue nó sẽ tăng lên theo cái đường này. Đấy. Được chưa? Đó. Vậy thì đó chính là câu A, được chưa? Trong cái thị trường mà bị perfectly competitive market này thì sản xuất bán thêm được bao nhiêu sản phẩm thì total revenue sẽ tăng lên bấy nhiêu phần trăm. 18A. Câu 19. Nó kêu tiệm như này. The marginal revenue per customer earned
from offering a discount price. Rồi. Vậy thì cái mỗi cái customer kiếm thêm thì total revenue của mình tăng lên bao nhiêu tỷ. Đấy. Marginal revenue thì sẽ lưu tính bằng công thức là delta chia delta Q. Được chưa? Rồi. Total revenue tăng lên là bao nhiêu đây? Giảm từ 50 đô xuống 40 đô. Được chưa? Thì cái thằng này là cho một cái ski resort gì đó, là cái việc là cho một cái ski resort thì nếu mà người nó bán 50 đô một ngày thì là có 300 customer, và nếu như mà nó bán cái giá xuống chỉ còn có 40 đô thì nó kiếm được 450 customer. Đấy. Vậy thì cái việc giảm giá xuống này thì total revenue của nó tăng lên là bao nhiêu? Và total revenue tăng lên là 40 nhân cho 450 này cho, thì cái này là revenue khi mà giảm giá trừ cho cái việc lúc ban đầu là 50 nhân cho 300 được chưa, và cái số lượng khách tăng lên là 150 khách đúng chưa, 400 trừ cho 300 thì sẽ bằng là 20 đô. Rồi. Nghĩa là mỗi cái vị khách mà nó bán thêm được thì cái revenue của nó tăng thêm 20 đồng. Đấy. À, câu 20. The marginal revenue per unit sold for a firm doing business under condition of perfect competition will most likely. Rồi. Thì đây. Được chưa? Marginal revenue thì nó sẽ bằng là P trong cái điều kiện là perfect competition. Đấy, nó sẽ câu A equal the average revenue. Đấy. Chà. Rồi, câu 21 tới câu 23. Rồi, nó kêu tính mấy cái average fixed cost hay là gì đó. Rồi. Cho một cái bảng sản lượng tăng lên, fixed cost không đổi, total variable cost tăng lên. Rồi, dựa theo cái bảng 1, when quantity produced is equal to 4 unit, nghĩa là sản xuất được 4 sản phẩm thì average fixed cost là bao nhiêu? Average fixed cost thì mình lấy fixed cost là 200 chia cho số lượng sản phẩm thôi là 50. 21A. Rồi, 22. Refer là dựa theo cái bảng số 1 thì khi mà production sản xuất được thêm một sản phẩm, từ 4 sản phẩm lên 5 sản phẩm thì marginal cost của mình marginal cost của mình sẽ tăng lên bao nhiêu. Đấy. Rồi đương nhiên thì mình lấy cái hai cái thằng này nó trừ nhau thôi. Đấy. Marginal cost thì cái fixed cost không đổi nhưng mà variable cost nó thay đổi, được chưa? Là tăng từ 320 lên 240. Đấy. Thì là total cost chia cho quantity. Okay. Total cost thì 200 không đổi rồi thì sẽ lấy là hai cái variable cost trừ với nhau chia cho một. Okay. Em lại chia cho một để lấy 5 triệu 4 á, chia cho một. Sẽ bằng là 80 đây nha. Xe. Rồi 23 tính cái the lowest average total cost. Lowest cái
total average, cái điểm thấp nhất của total average cost là khi mà sản xuất được bao nhiêu sản phẩm này chưa? Vậy thì cứ mình cứ lấy cái total cost mình chia cho cộng này hai này lại được chưa, cộng fixed cost và variable cost lại với nhau thì sẽ ra được total cost này 100, cái này là 440, cái này là 520, và mình chia cho cái số lượng sản xuất ra được, sản xuất ra được thì sẽ là bao nhiêu, tìm cái số thấp nhất. Một ba ba trăm mười trăm lẻ bốn. Rồi vậy thì đó chính là câu năm, là câu 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 C. Giờ sản xuất 5 sản phẩm thì sẽ có cái chi phí trung bình thấp nhất. Rồi tiếp tục câu 24. The short term break even point of production này, short term break even thì là ở cái điểm nào này chưa? Trong cái môi trường là perfect competition này chưa? Cạnh tranh hoàn hảo thì break even ở cái ngưỡng break even ở cái ngưỡng là đây đây là average total cost, đây là average variable cost và đây là marginal cost, được chưa? Vậy thì tại cái điểm này thì sẽ là break even trong short run cũng như là trong short term hoặc là long term, được chưa? Thì đó chính là price equal to average total cost, được chưa? 24. Rồi, câu 25. Short run shutdown point of production for a firm operating under perfect. Thì shutdown là nằm ở cái ngưỡng này. Shutdown là marginal revenue is equal to average variable cost 25 C. Rồi câu 26. Under condition of perfect competition, company will break even when market price equal to minimum point of. Rồi, vậy thì nó break even khi nào? Tại cái ngưỡng là under perfect competition, the company will break even when market price is equal to the minimum point of average total cost. Được chưa? Break even. Average total cost curve này nha. Rồi, tiếp câu 27. Will shut down production in short run if total revenue is less than total revenue. Total revenue thì sẽ bằng là P nhân là Q, đúng chưa? Vậy thì nó thấp hơn cái ngưỡng nào? Mà cái này là short run, đúng chưa? Short run là đương nhiên là nó thấp hơn cái ngưỡng là variable cost, đúng chưa? Thì là shutdown đi. 27B. The company has total variable cost là 4 triệu, fixed cost là 3 triệu. Based on this information, the company will stay in the market in long term. Nghĩa là đang nói về long term này. Thì nên có cái total revenue là bao nhiêu? Đương nhiên là nên có cái total revenue là cái bằng hai thằng này cộng lại variable cost cộng với lại fixed cost này. Rồi, trong cái phần lý thuyết thì sẽ có một cái bảng nên tồn tại ở long term cũng như là nên tồn tại trong short term như thế này.
When total revenue is greater than total variable cost, total revenue lớn hơn total variable cost, but less than total cost. À, total cost. Vậy thì là in short term thì vẫn là stay in the market. Chưa? Vẫn là nên stay in the market. Đấy, nhưng mà ở long term thì cái này là nên exit. Được chưa? Còn short term thì là vẫn là stay in the market. Rồi, profit maximum is least likely. Least likely là tiền cũng sai đúng chưa? Vậy thì mà profit mà nó maximum thì khi marginal revenue bằng marginal cost, được chưa? Còn là least likely, average total cost thì minimize thì liên quan, được chưa? Marginal revenue và marginal cost đúng. The difference between total revenue và total cost is maximize. Đúng luôn. Thì chỉ có câu A là sai. A firm that increase its quantity produced without any change in per unit cost, có nghĩa rằng tăng sản lượng lên, sản xuất được nhiều sản phẩm lên nhưng mà cost per unit thì lại không tăng. Vậy thì thằng này đang là constant return of scale, được chưa? Còn nếu như mà sản lượng tăng lên, chi phí giảm xuống, cost per unit cost giảm xuống thì đó là economic of scale. Và nếu mà sản lượng tăng lên, per unit cost tăng lên thì đó là this economic of scale. Đấy, yeah. Company experience economic of scale khi nào? Đấy, có nghĩa là có được cái lợi thế, có được cái economic of scale thì trong cái trường hợp nào? Cost per unit increase as output increase thì hôm nay em phải cái này là the economic of scale, it is spreading downward slope. Đó. B, được chưa? Khi mà học lý thuyết thì là nằm ở trong cái phần này, nó sẽ là economic of scale, còn nếu mà đi qua cái phần này sẽ là the economic of scale. À. It operating beyond the minimum point. Cái này là minimum point nè, nghĩa là nó sản phẩm, cái sản lượng của nó nhiều hơn so với lại cái điểm minimum point thì đương nhiên là nó sẽ vượt qua cái ngưỡng này, nó sẽ là the economic of scale. This economic of scale. À, câu 33. This economic of scale most likely results, nghĩa là tại sao lại bị this economic of scale. Specialization in labor force, cái này không phải. Cái này không phải. Overlap of business function and product line, thì cái này là chính là cái nguyên nhân tại sao tạo ra this economic of scale. Discount price thì này không phải luôn, thì cái này trong phần lý thuyết thì cũng đã có giải thích rồi. The firm is operating beyond the minimum efficient scale in perfect competition industry. Rồi, vậy thì cái thằng này, đây là long run marginal cost. Được chưa? Thì cái này là minimum point, và nhưng mà nếu mà mình sản xuất quá nhiều thì nó đang ở trong cái khu vực là this economic of scale. Đấy, trong khu vực này, nếu mà cái sản phẩm của mình nếu mà mình sản xuất cái lượng của mình quá nhiều, vượt qua cái ngưỡng minimum effect scale, và trong cái perfect competitive industry thì về dài hạn thì mình nên decrease its level of production to minimum point. Yeah, giảm cái sản phẩm, sẽ giảm cái sản lượng của mình xuống. Yeah, không có sản lượng, không có sản xuất quá nhiều này. Yeah. Under condition of perfect competition in long run, firm will most likely earn. Yeah, thì nếu mà trong cái điều kiện rằng là perfect competition thì sẽ earn được cái normal goods, được chưa? Còn nếu mà anh là monopoly ở trong cái độc quyền thì anh sẽ có được cái positive này. Nhưng mà trong cái cạnh tranh hoàn hảo thì sẽ là có normal goods, có nghĩa rằng là economic profit bằng không. Rồi, câu 36 tới 37, rồi dựa vào cái bảng số 2 để mình làm. Yeah. Labor tăng labor lên thì total product nó sẽ tăng lên hay giảm xuống. Rồi.
Hello? 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 Refer to the data, the number of worker resulting in highest level of average product of labor. Thì nó sẽ như thế nào đây? 3, 4, 5. Thì cái việc là tăng worker lên. Tăng worker lên thì sẽ có hai level of highest level of average product. Yeah, vậy thì có nghĩa là mình tìm coi là chia lấy cái sản phẩm thì chia cho cái số lượng công nhân, được chưa? 3 4 5 thì thầy lấy 510 chia 3, 660 chia 4, 800 chia 5, được chưa? Bảy mươi này là 1,70, này là 1,65, này là 1,60. Rồi tự nhiên tiếp tục là đâu C, thấy chưa? Ủa, khoan, hết kêu làm gì đây? Là number of worker resulting highest level of average. Ủa, hết tiêu. Highest mà, đúng không? Highest thì sẽ là câu A, thấy chưa? Chỉ cần 3 worker thì có thể là sản xuất ra được cái số lượng sản phẩm average lớn nhất là 170 mỗi người nha. Rồi, câu 37. Dựa vào cái này thì cái marginal product of labor demonstrate increasing return for firm, thì nếu mà số lượng sản phẩm là bao nhiêu không nên vượt quá bao nhiêu người. Được chưa? Vậy thì mình sẽ tìm cái marginal cost của nó, được chưa? Marginal cost của nó là giảm xuống, được chưa? Giảm xuống và tới cái ngưỡng nào thì nó làm tăng cái marginal cost của mình lên này, thì không nên sản xuất. Theo ha, theo mình tính sẽ như thế nào đây, sẽ là 234 chấm 234 thì có nghĩa rằng là từ 2 đến 3, ấy, từ 1 đến 2, từ 1 đến 2 là tăng thêm một labor thì sẽ sản xuất ra được là 320 trừ 150, sản xuất được thêm 170 sản phẩm, được chưa? Và tăng từ 2 labor lên 3 labor thì sẽ sản xuất được là 510 trừ 320 là 190 sản phẩm, được chưa? Trong cái giai đoạn này là đang trong cái thời kỳ là increasing marginal return. Rồi qua tới từ 4 nhân công thì sản phẩm sẽ là 660 trừ cho 510, sẽ là tăng thêm được có 150 sản phẩm thôi. Và cái câu hỏi của mình ra, câu hỏi của mình là increasing return, được chưa? Vậy thì sẽ ở trong cái giai đoạn mà tạo ra cái sản phẩm nhiều nhất với cái số lượng nhân công ít nhất, được chưa? Vậy thì ở cái mức là không quá 3 nhân công thì anh sẽ tạo được số lượng sản phẩm tối đa với số nhân công ít nhất, được chưa? Đó là 150 nha. Vậy thì đó chính là câu B, đúng không? Nha.
À, đây là kết thúc phần bài tập của reading 8, reading đầu tiên của môn Economics.